Xin chào cô chú anh chị thân mến đã quay trở lại với video của Kha nha. Chúc tất cả mọi người ngày mới thật là sức khỏe. Hiện tại bây giờ thì Kha đang có mặt ở trong phòng khách sạn. Hôm nay là Kha và Vương Camera đang ở Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang á mọi người. Hiện tại bây giờ chỉ mới có 4 giờ rưỡi thôi, 4 giờ rưỡi sáng. Và hôm nay thì Kha tiếp tục đi lên đường đến một nơi cũng khá là có tiếng tăm ở Việt Nam mình, một cái địa điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng, đó là đảo Phú Quốc. Bây giờ là Kha sẽ xuống xe và nói chung là hôm nay là cái cảm giác lạ cho các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên mà Kha đi lên phà để đi ra đảo, cũng hơi xa không biết như thế nào. Bây giờ chị thu xếp đồ và xuống chị. Mong cô chú anh chị hãy đồng hành video này cùng với Kha nha. Rồi bây giờ thì lên đường thôi mọi người. Còn Vương Camera nữa để nó xuống sông. Hôm nay là lần đầu tiên Kha đi phà ra đảo, biết cảm giác thế nào? Nói chung là trước tiên là phải đi thang máy xuống. Hiện tại thì Kha đang ở lầu lầu 3. Ở đây nhìn xuống dưới kia còn tối thui luôn mọi người. Hiện tại thì chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng. Nơi đây là một cái khu du lịch cũng rất là lớn. Máy mở này. Dậy sớm thì hơi mệt một xíu nhưng mà mấy hôm giờ hầu như là Kha dậy toàn là 4 giờ, 4 giờ mấy, 4 giờ cũng 4 mấy thôi. Tại mỗi chuyến đi là mình tranh thủ dậy sớm đó các bạn. Cho nên bữa giờ cũng mệt mệt. Đêm thì thức làm video tới 11, 12 giờ đêm. Sáng thì phải 4 giờ, 4 giờ mày dậy rồi. Cũng hơi mệt. Ủa, chết rồi, khách sạn họ chưa mở cửa luôn. Karaxi các bạn. Ơi lên bỏ vô cho đi. Ui xuống nhanh vậy. Bỏ xong mà lên xách đồ cái ba lô chú xuống. Chú Thanh này cũng lớn tuổi rồi đó, cho nên là đồ đạc cũng hơi nhiều nữa. Bỏ đồ này mình chạy lên lại. Quần áo này nhiều ghê luôn. Mình cứ chắc đây đây, đừng để đảm nó mình chắc nha. Phía bên kia là kiểu như một cái con sông đó mọi người. Nhưng mà không phải là sông nha, cái đó là nước biển ở ngoài nó chảy vào á. Này giống như là cái cửa biển vậy. Bên kia là những chiếc phà ở chiếc tàu người ta đậu bên đó đó. Một lát nữa là Kha sĩ chạy phòng bên đây, chạy lên cái cầu này và chạy qua bên đó lên trên cái chiếc phà đó và chạy chạy ngược ra hướng này. Phà hay tàu họ sẽ chạy ngược ra hướng này ra tới biển và từ biển thì mới chạy ra tới đảo Phú Quốc. Kha nghe nói hình như là tàu chạy khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ hay sao á. Không biết sau đây lát thì có sao hành trình thế nào Kha sẽ quay lại cho tất cả mọi người xem nha. Hiện tại thì còn tối lắm. Hy vọng là chuyến hành trình sẽ suôn sẻ. Bây giờ lên xe rồi, bây giờ Kha sẽ chạy bây giờ mình chạy ra tới Bến Đò chút. Ra Bến Đò ăn hết. Hiện tại là 4 giờ 46 phút nha mọi người. Nhưng mà ở đây người ta cũng dậy lần lần rồi nè. Tại vì ở đây là cái khu du lịch nè. Giờ này người ta cũng ăn uống rồi. Quá thế. Rất là đông.
khu du lịch này gọi chính xác là khu du lịch gì chú Thành? Hà Tiên. Dạ, khu du lịch Hà Tiên. Nếu như cô chú anh chị nào mà có dịp đi du lịch thì hãy thử một lần ghé lại nơi này nha, cũng rất là đẹp. Nói chung mà Cao ở đây cũng hôm nay là hôm thứ hai rồi, mình cũng thấy rất là ok. Bây giờ sẽ dòng qua dòng xiến này qua cầu. Rồi, chạy lên cầu luôn các bạn. Cây cầu này mang tên là cầu Tô Châu. Tên của cây cầu cũng rất là đẹp ha. Ban đêm thì họ bật đèn lên nhìn hai bên họ trang trí cũng rất là đẹp luôn mọi người. Trên cầu này nhìn xuống là toàn là tàu không ạ. Tàu thuyền họ đi chuyên chở khách đi ra đảo. Bây giờ mình chạy hướng này qua kia, mình vòng lại xuống đây thôi chú Thanh. Vòng dạ. Đây biết đâu chú ơi. Ở bên đầu là tới rồi. Okay. Hỏi bến rồi Thạnh Thới nằm chỗ này Quân? Ở đây cái bến về Thạnh Thới ở chỗ nào anh trai? Bên kia hả? Dạ. Vậy quay đầu hướng bên kia. Dạ rồi em cảm ơn anh nha. Rồi quay đâu? Dạ yeah, mình đi lộn bến. Nói rồi. À không vô được. Không vô được hả? Có mở quay đầu nè. Có. Có quay. Thầy chạy lộn bến bến phà rồi mọi người, bây giờ còn lại bến bến đò Thạnh Thới mà Vương nó hỏi sao ra Thạnh Thới luôn, kinh dị được. Đợi vậy lâu lâu rồi kệ đó con. Bởi vì cái gì mà phải nói cho Vương Phạm camera hỏi đường là phải coi lại các bạn, nó hỏi hồi là về lại Ninh Thuận luôn cũng biết nữa. Kệ đó, lâu lâu nó nói được tiếng mà cho để cho nó thoải mái. Dạ đi quẹo lại đó cho quẹo quẹo phà băng thẳng qua kia hả chứ không quẹo lại đây. Vậy là đường ở đấy bên đây á. À dạ dạ dạ. Lên đó nó có một con đường Thạnh Thới. Dạ. Nhưng mà chú bảo vệ cũng nghe được cái tiếng nói của Vương. Đang nói vợ giống như tại lâu lâu mình giật mình nói tiếng cái gì. Lâu lâu nói tiếng mà nói một tiếng là chết người không mọi người. Bây giờ có cái cầu kia nó có cái hướng quẹo phải. Dạ, bây giờ sẽ qua bên hướng đó nha các bạn. Bến phà này gọi là bến phà Thạnh Thới. Ở khu vực khu du lịch Hà Tiên. Hầu như là ra đảo chỉ có hai bến phà thôi, một bên đây một bên kia. Rồi sao coi được thì ở đâu rồi, chỉ có đi thôi, phà đèn ra. Mình vào đâu mình có làm thủ tục gì không chứ? Có, mình có một vé mà rồi. Được lại làm bốn ổn mì không? Vô kia có. Dạ, vô kia mình kiếm gì mình ăn? Cơm tập. Rồi là có vé thì mua người đó ăn thì ăn. Dạ. Qua bên đây hay sao ta? Đúng rồi. Đây chỗ bán vé. Và Thạnh Thới ở trên bên đây. Đồng thành ra bên vô. Mình cặp sâu chi này sao ta? Vô luôn, vô. Và Thạnh Thới nè. Tới rồi chưa? Tới rồi, tới. Xe dở mà chạy trước. Vô đường chỗ bán vé. Dạ. Dạ. Đâu ta? Phòng dưới đâu ta? À đây. Đậu xe đây hả chú? Nó chạy vô. Đậu đây. Đậu chỗ này bỏ. Ở người chút mua vé. Dạ. Bây giờ sẽ đi lên phà nha mọi người.
Châu Thành xuống dưới nhìn rồi. Để vô ở trong anh. Vô phía trong luôn anh. Ở đây. Xe khách to thì phải đậu về sau nè, mà xe con mà nó vào ông kia kìa mọi người. Chiếc phà cũng hơi về lớn à. Lần đầu tiên đi phà cũng đi phà ra đảo chứ. Đi phà hồi đó khá có đi rồi nhưng mà đi ở dưới miền Tây đi gần thôi, bây giờ đi xa đi ra đảo rồi. Cảm giác thấy sao Vương? Hồi hộp hả? Hồi hộp cho say sóng ói thôi. Chỗ đó chỗ đậu xe nè mọi người. Được rồi hả anh? Dạ. Lấy gì mình cần lấy ra. À bây giờ bây giờ mình lấy đồ ra hả? Lấy gì mình chỉ giữ cho quan trọng á. Dạ. Đây là xe tải người ta vào rồi mọi người. Xe tải người ta cũng qua phà luôn. Như xe khách đậu à. Ở đây là đồ. Bây giờ nhìn ra đây là biển nè mọi người. Đó, chút nữa là phà sẽ chạy ra kia. Nhìn vào kia là cái chỗ, bên kia là cái chỗ lúc nãy mà khách đi bữa đó, khách đi qua á. Bây giờ là chuẩn bị. Trên đây là vị trí khách ngồi trên đây này sao nè. Nè, người ta làm bằng sắt rất là dày luôn nè. Ok chú, bây giờ lên đây kia hả chú? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ bước lên cầu thang. Và đi lên trên kia mọi người. À đây là mấy cái chỗ ghế khách ngồi đây nè. Rất là nhiều luôn. Rất là đông. Ok mọi người, bây giờ là lên vị trí ghế ngồi rồi. Ờ bây giờ là chú Thanh ngồi đây. Chào cả nhà các chú. Ờ ok. Ở bên đây là Quân. Không. Tao ngồi vậy rồi không có Covid đâu. Hả ra không chờ. Ờ. Mày có tao không cho lên đây đâu mày. Thôi Quân xin chào cả nhà đã đến tới video của Quỳnh Kha nha. Ừ. À, ngày hôm nay mấy anh em mình và hai chú đi lên một cái phà rất là bộ. Lần đầu tiên Quân đi á là cái cảm giác như là nói sao nó rất là hồi hộp. Tại lần đầu tiên nghe nói là đi trên phà có thể là dậy sóng, ói mửa, tùm lum tùm lưa hết. Nhưng mà Quân không biết sao. Tạo nữa có ói mửa không cho tạo nữa tí xíu. Cả nhà hãy theo dõi nha. Ừ. Bây giờ là nói chung là rẽ gồng hả? Chỉ sợ ói thôi đúng không? Dạ. Có ói ói đừng phun người tao không nghe. Hên xui. À ok. Nào mà chịu được ói nó đâu có giữ được. Dạ. Con sợ nó phun người con không à. Đó nó không giữ được đâu. Dạ. Ông kêu đó đi có nổi đâu mà lấy bao. Trời ơi, bao tôi để ra cho ông lấy. Đi có nổi đâu mà lấy bao. Không nói chung là ổn nha Vương nha. Có phun phun ra trước được, phun người tao được rồi. Ok. Ở vít trước đây có cái tivi nè các bạn. Đó, bên kia là rất là nhiều ghế luôn. Bây giờ là đợi khách đủ xong xuôi đang ngồi vào vị trí hết rồi. Tàu chỉ chạy thôi. Thôi, chuyến hành trình hy vọng may mắn. Let's go. Giờ tàu chuẩn bị chạy mọi người. Khăn ngồi ở đây. Quân ngồi kia, chút nữa chú Thanh chỉ ngồi đây luôn. Khăn ngồi đây cho dễ quay. Thấy tàu chạy cho cô chú chị xem nè. Giờ mình xuống đi không được nữa, xe đã đậu biết đường hết ra rồi. Tàu nổ máy chuẩn bị chạy. Tàu đang ra biển mọi người.
giờ mệt quá, sáng ngồi dậy 4 giờ, bây giờ không phải ngủ một chút. Bữa giờ thức đêm liên tục đó các bạn. Ngủ cho phải có sức khỏe. Sáng giờ ngủ quên rồi, bây giờ gần tới chỗ rồi mọi người. Hòn đảo bên đó các bạn. Đó, tới đảo rồi. Hòn đảo bên kia cả nhà. Đó. Cái Thành ngồi đây sao giờ? Anh vô hòn đảo nó chạy dài từ ở đây qua bên đây. Hết luôn. Dạ. Còn bên kia nghe là nhìn lên. Dạ. Đó mình nhìn mình thấy cái hòn đảo rồi các bạn. Thấy nhà, thấy xe rồi mình đó. Gần tới rồi. Xe tải thì đồ đậu ở đây luôn. Xe này chở cây ho cặp tới bến rồi mọi người, nhưng mà phải chờ qua bên kia. Hiện tại tàu đang ngừng để kiếm đường vào. Bên đây có một cái bến để cẩu xe rồi ta chở đá tới ta đưa lên trên cái chiếc phà kia, vào chiếc phà kia ta chở vào đất liền các bạn. Mọi người thấy không? Giống như chiếc phà đậu của ngoài kia kìa. Đây nó có một cái bãi đá xe chở đá, chắc chở từ trong đảo chở ra rồi ta lấy mấy cẩu múc lên xong rồi bắt đầu chở đi. Không biết tàu mình xe cặp ở bến nào đây, chắc bên kia. Cặp bờ rồi cả nhà, thì giờ xe ta đem đi qua, mình phải xuống xe mình mới được. Xe mình dưới đây mà chưa có dọn ngõ vào nữa. Đây nè, vào bên đây là qua tới đảo rồi. Bây giờ đợi chiếc xe tải này thì họ ra, cái bắt đầu mình chưa vào trong xe mình đi.
Ok, thì chuyến hành trình của Kha đã lên được tới đảo Phú Quốc rồi mọi người. Thì bây giờ đi đâu về đâu thì có gì thì Kha sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ video đến đây Kha tạm dừng. Cô chú anh chị hãy để lại cho Kha một cái like, một cái đăng ký kênh nha. Bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo. Bye bye.